Tôi là Nguyễn Văn Thời ở huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An. Tôi năm nay là 87 tuổi, là cán bộ xã về nghỉ hưu. Trong một thời gian tôi lâm bệnh tiểu đường cũng như áp huyết cao, nên tôi đã trong thời gian 4 năm thì nay có cháu Hiền nó đưa cái thuốc nhị hoa nghệ tây thì về tôi uống thử trong một tháng, thì tôi có đi kiểm tra của nhà nước bệnh viện của huyện thì thấy áp huyết cũng giảm được 1%. Rồi từ tiểu đường trước đây là 7 đã về 7 nhưng mà năm nay là xuống 6. Như vậy mà sức khỏe thì tốt là hơn mọi trước nhiều. Ăn uống ngủ cũng tốt. Như vậy là tôi thấy cái thuốc có tác dụng cho sức khỏe. Nên tôi nay là động viên cho con cháu là cho tiền thêm để mua thuốc đó để uống, để bảo dưỡng lại cái sức khỏe cho tốt.